Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 4 tháng 5, Chân Phước Maria Leoni Paradis. Mẹ ơi, tâm hồn con đầy sao xuyến mỗi khi chiều rơi. Tim con rung động vì sự cô đơn, tim con nát tan vì sự lạnh lùng và cô liêu. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 4 tháng 5, Chân Phước Maria Leoni Paradis. Elodie Paradis được sinh ra trong ngôi làng Acadie ở Quebec, nước Canada. Đó là ngày 12 tháng 5 năm 1840. Song thân Elodie tuy nghèo khó nhưng là những tín hữu rất có lòng sùng đạo. Họ yêu mến cô gái nhỏ của họ. Khi Elodie lên 9, cha mẹ Elodie quyết định gửi ngài vào một trường nội trú. Họ muốn cho Elodie có được một nền học vấn xuất sắc. Các nữ tu dòng Đức Mẹ đã tiếp nhận em học sinh mới này với tấm lòng thiện cảm. Tuy vậy, cả Elodie lẫn gia đình rất thương nhớ nhau. Ông Paradis phải vất vả trông coi và điều khiển nhà máy xay bắp. Nhưng thật là tệ vì lợi tức của cả nhà máy cũng chẳng đủ để nuôi vợ nuôi con. Ông Paradis nghe biết những bài tường thuật kỳ lạ thật bùi tai về cơn sốt vàng ở California, Hoa Kỳ. Và ông đã liều mình quyết đi tới đó. Nhưng ở California, ông Paradis cũng chẳng tìm được của cải như lòng ông mong ước. Khi trở về Acadie, ông rất kinh hoàng vì nhận thấy cô con gái nhỏ Elodie của ông đã đi tu mất rồi. Elodie đã gia nhập dòng thánh giá ngày 21 tháng 2 năm 1854. Ông Paradis liền đến tu viện. Ông năn nỉ cô bé về nhà, nhưng Elodie quyết chọn ở lại. Sau cùng, người cha cũng đành phải chấp nhận. Elodie tuyên khấn năm 1857 và nhận tên là Maria Leoni. Chân Phước Maria Leoni dạy học trong nhiều thành phố, ngài cầu nguyện và sống rất vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi qua, nữ tu Maria Leoni Paradis được Chúa Giêsu soi dẫn, thiết lập một hội dòng mới trong giáo hội. Năm 1880, các nữ tu nhỏ, tức là các chị tiểu muội dòng thánh gia. Tiểu muội dòng thánh gia khởi sự hoạt động. Các chị dòng đáng yêu này dâng hiến để mình phục vụ hàng linh mục. Công việc đặc biệt của họ là giúp các linh mục trông nom nhà cửa và công việc. Các nữ tu nhỏ dòng thánh gia hiện có 67 tu viện ở Canada, Hoa Kỳ, Roma và Honduras. Mẹ Maria Leoni Paradis đã hy sinh phục vụ các nữ tu của mẹ cho đến những giờ sau hết của đời mẹ. Mẹ thường hay đau bệnh, nhưng mẹ chẳng bao giờ thôi việc chăm lo cho dân Chúa. Mẹ tu chỉnh lần cuối những trang hiến luật mẹ đã viết, rồi mẹ nhờ người mang ra tiệm in. Cuốn sách ấy chỉ dẫn cho các nữ tu của mẹ biết những nhu cầu cần thiết trong đời sống của họ. Vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 1912, mẹ Maria Leoni Paradis cảm thấy rất mệt. Mẹ đi nghỉ và vài giờ sau đó mẹ đã qua đời. Mẹ Maria Leoni Paradis sống thọ 71 tuổi. Đức Thánh Cha John Paul II đã phong chân phước cho mẹ Maria Leoni Paradis. Sự kiện vui mừng này đã diễn ra tại Shorey Park, Montreal, nước Canada, ngày 11 tháng 9 năm 1984.
Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của Trần Phước, Maria Leoni Paradi, người sáng lập dòng tiểu muội dòng thánh gia, để lo phục vụ các linh mục trong việc trông nom nhà cửa và công việc. Cuộc đời của Trần Phước này, sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng cha mẹ lại là người đạo đức và chăm lo cho tương lai của đứa con mình bằng cách gửi cô bé vào một trường nội trú để được các nữ tu dòng Đức Mẹ chăm sóc. Và thường người ta thấy ngay bây giờ cũng vậy, từ nhà trẻ cho đến các trường học, được các nữ tu chăm sóc thì vẫn an toàn và bảo đảm về mặt đạo đức hơn. Các em được huấn luyện, được giáo dục rất là đầy đủ, cả về đạo đức và nhất là có đời sống tâm linh nữa. Cho nên có những em được gửi đến các sơ học, dù là gia đình không có đạo, còn em cán bộ, nhưng mà về nhà đôi khi cũng làm cơm hoặc là làm dấu, ăn cơm làm dấu, rồi biết đọc kinh và ngoan hơn. Không còn sự nghi ngại, ngại ngùng khi giao việc giáo dục cho các nữ tu nữa, nhất là trong các nhà trẻ bây giờ. Có một điều mà chúng ta thấy rất là đau lòng bây giờ, khi lên trang mạng ở Việt Nam, các em mở những trò chơi game, mà những người lập nên những trò chơi game ấy, họ chỉ nhằm mục đích câu view, câu khách kiếm tiền, mà không chú ý đến một cái vô cùng tai hại, đó là những trò chơi game mà cái người ra trò chơi đó lại là giọng những em thiếu nhi và chửi thề tục tĩu bẩn thỉu vô cùng vô tận. Những lời nói tục nhất ở miền Bắc cũng như miền Nam được người ta đặt vào môi miệng các em trong những trò chơi game. Các em thì không biết gì, nghe chửi thề thấy hay hay, chơi game xong bắt trước cũng ra chửi thề, chửi thề một cách vui vẻ, cách vô tội vạ. Mà bao nhiêu đầu mối sự tội là bởi những con người vô lương tâm tạo nên trò chơi game ấy, chỉ vì mục đích kiếm tiền mà đầu độc, làm hư hoại đầu óc của trẻ thơ. Chúa nói, thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn, để mà làm gương mù gương xấu cho các em thiếu nhi. Ấy vậy mà lại không bị cắt, không bị kiểm duyệt. Người ta chỉ vì đồng tiền tán tận lương tâm, đầu độc trẻ thơ, làm những cái điều không thể tưởng tượng được, những trò chơi game mà chửi thề chửi tục bẩn thỉu, không còn cái lời nào để diễn tả được nữa. Ấy thế mà vẫn ung dung sống, cứ vẫn ung dung làm, ung dung phát hành và ung dung thu tiền. Và con cái của chúng ta, cha mẹ không quan tâm, không để ý, cứ cho các em chơi game, chơi điện tử với điện thoại, với máy vi tính mà không kiểm soát, vô tình chúng ta đã để cho các em lọt vào cạm bẫy của ma quỷ. Rồi các em tập cái xấu rất là nhanh, chửi thề, nói bẩn, nói tục. Và khi lời nói mình như thế, nó sẽ ảnh hưởng trên tư tưởng của mình, mặc dù bây giờ chưa hiểu, chưa nghĩ, nhưng mà dần dần nó sẽ vào trong đầu óc. Vì thế mà những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay rất là lo lắng về vấn đề giáo dục các em, gửi đến trường rồi về chăm sóc các em, tập vở, trò chơi, uống ngủ nghỉ phải quan tâm đầy đủ. Không chỉ là có tiền rồi đóng tiền học, rồi mua bất cứ cái phương tiện nào cho con mình dùng, phương tiện tối tân nhất, đôi khi những phương tiện tối tân nhất lại là con dao hai lưỡi, hại con cái của mình nhanh nhất và nguy hiểm nhất. Điểm thứ hai trong câu chuyện của nữ tu Maria Leoni Paradi, một người sáng lập một dòng để chăm lo công việc phục vụ, phụ giúp các linh mục. Các linh mục, nhất là những vị có sứ trong công nghiệp việc, không thể làm sể được. Tạ ơn Chúa đã có những nữ tu được gửi đến để chăm sóc. Những nhà thờ nào, những giáo sư nào có được các sơ chăm sóc, tức là về giáo lý, về ca đoàn, về các em thiếu nhi, rồi chăm sóc bàn thờ, về phụng vụ, về đồ thánh, cắm hoa, trang trí,
thì chúng ta thấy nó rất là trật tự và ai cũng thấy an toàn, nhất là cha mẹ gửi con mình đến nhà thờ, nhà xứ mà thấy có các sư dạy lý với các anh chị phụ thì thấy an tâm. Và nhà thờ nhà xứ được các thơ chăm sóc sạch sẽ, nó ngăn nắp, nó trật tự, từ các em giúp lễ đến đổ lễ đến phòng thánh đến cung thánh, mọi cái ngăn nắp sạch sẽ trật tự, không cần sang, không cần đắt tiền, nhưng cần phải ngăn nắp sạch sẽ trật tự, nhất là cung thánh, phòng thánh, rồi đồ thánh, những vật dụng thánh cần phải được có những người có trách nhiệm, có những người có sự hiểu biết, và nhất là có những người có lòng yêu mến Chúa để làm công việc đó. Nếu không, họ sẽ làm như là một việc thế gian, như là một việc đời, đôi khi không có trách nhiệm, đôi khi tắc trách và đôi khi vô phép vô tắc với những đồ thánh, với những vật dụng thánh, với phòng thánh, với cung thánh và với những gì liên quan đến sự thánh thiện. Xin Chúa cho có nhiều bạn trẻ dấn thân phục vụ trong môi trường của các chị tiểu muội dòng thánh gia, và xin cho những người làm cha làm mẹ biết quan tâm đến con em của mình, nhất là những phương tiện truyền thông, phương tiện giải trí ngày hôm nay. Amen. Trên đường trần đầy trông gai qua cơn mưa nhiều gian dối, mẹ là sao dẫn đường đưa con đến quê trời nơi hiền hàn đầy an vui trong yêu thương đầy tin yêu đời đời. Mẹ là sao dẫn đường lữ khách tha phương trên đường trần đầy chông gai qua cơn mưa nhiều gian dối. Mẹ là sao dẫn đường đưa con đến quê trời nơi hiền hòa.